Đây, nhà hẻm một xẹt Nguyễn Minh Lộc. Lộc nhà mới xây. Một trên một lầu. Cách Nguyễn Minh Lộc khoảng 50 mét. Ngang 5, dài 15, thích 75 mét vuông. Đây, rồi vào tham quan nhà. Đây, chúng ta xem nhà. Có cái đèn xinh rồi. Nhà này có nội thất rồi. Thất bếp cơ bản. Khách nối liền với nhà bếp. Lầu dưới là một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. View rất đẹp. Thank you.